Đấy, thao tác đầu tiên là Sử Anh mới đổ xăng vào lần đầu này, kéo này ra này, bật công tắc lên, mở phanh, đặt thôi. Đấy, mới nó sẽ nổ ẻ cái là xăng nó đã bơm được vào trong bùng đốt rồi. Đóng cái này vào. Đấy, nó đã nổ rồi đúng không anh? Ừ. Bây giờ anh giật cái là nó nổ. Giật nhé, bảo anh cách giật nhé. Bình thường đặt xuống đất này dễ giật nhất này. Đấy, chân dẫm vào đây này. Tay này tì này, tay này giật này, giật. Anh sẽ kéo nó sẽ có điểm mắc. Giật qua điểm mắc là nó nổ. Kể cái em kéo dài này giật nó vẫn nổ này. Nổ rồi là không quan tâm đến cái này nữa. À, máy mới thì cái lúc thử thì em sẽ cho nhiều nhớt hơn so với bình thường. Kiểu như tốt tốt ra máy này. Có để anh khênh cái gỗ ra cho. Thôi em bê ra cho. Vẫn còn cái hàm rồng ở đây mà. Với cả cái lưu ý là bình thường anh đang ga thế thì không nên tắt máy ngay mà để nó về găng ti đã, hãng tắt máy bền điện. Đấy, thao tác nó chỉ có vậy thôi.